Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em đang ngồi trên con xe Spark trị giá mấy chục triệu, nhưng mà chắc hẳn là sẽ có cái gì đó nó che mưa, che nắng tốt và sẽ không bị ướt át hoặc là mưa rét. Đó, mùa đông cũng như mùa hè. Mùa đông mình có thể mặc áo cộc tay mà ngồi trong ô tô, bật điều hòa vẫn ngon, vẫn ok các bác. Và SH 120 triệu, 130 triệu làm gì làm được điều đó hả các bác? Thì các bác hãy mạnh dạn lên mua con ô tô nhá. Em thì cũng còn nghèo thôi các bác ơi, rất là còn nghèo. Bèo em vẫn phải vớt mà lợn em vẫn phải nuôi, nhưng mà vẫn có ô tô đi. Thực tế thì nhiều anh em không dám mạnh dạn mua cái ô tô đâu ạ. Nhiều anh em thì cứ nghĩ bảo là mua, hay là các bác già già lời bảo thôi mua con xe SH mốt chạy cho chắc ăn, nhưng mà thực tế nó đắt bằng tiền con ô tô của em. Và bây giờ em sẽ khởi động con xe chạy xem, chia sẻ tất cả các bác nhé. Trước hết chạy thì các bác cũng lên kéo cái dây an toàn. Con này chạy tiết kiệm xăng lắm các bác ạ. Bây giờ em sẽ tiến hành cho nó chạy thôi. Ok. Con này ăn ít xăng mà khởi động cũng dễ lắm các bác ơi. Nhẹ nhàng tình cảm, đi đâu mưa thì mưa gió không phải ngại các bác ạ. Đó, em sẽ đi nhá. Đó, ok. Nhẹ nhàng tình cảm cũng chết. Có một đường ra. Em lại quên lại đi vòng lại kia không có đường là chết. Ok mọi người, nếu mà để che mưa che nắng quanh làng thì không cần học bằng bằng lái xe đâu ạ. Còn nếu mà đi xa thì nên học cái bằng lái xe và đăng kiểm, không có người ta bắt thì tiền phạt cũng rất là nhiều đó. À, khi các bác mới lái xe thì còn cảm giác nó sẽ sướng hơn lái xe máy khá là nhiều. Thực tế thì nó sướng hơn lái xe máy. Ok, và bây giờ em sẽ ra đường lớn này để đi. Đấy, các bác thấy là đi con ô tô nó cũng khá là rẻ tiền thôi, nhưng mà cảm giác nó đã, và mưa rét thì mình không phải lăn tăn gì. Và em khuyên các bác là nên mua con xe của dân mình lựa chọn được thì nó sẽ ổn hơn. Mua của thợ thì người ta đánh bóng rất là khó nhìn tình trạng thực tế của xe rất là khó. Và em mua con xe này thì em không phải sửa nhiều, con xe trước thì em mua sửa rất là tốn tiền. Và có một cái điều mà em lưu ý đến các bác là các bác mua ô tô đừng mua con xe nát. Tại sao vậy? Khi mà mua con xe nát thì về sửa rất là nhiều, mua về để mình phục nó phục vụ mình, nhưng mà mua con xe nát là về mình phục vụ nó tốn tiền, mà đi nó sửa nó cũng chẳng ra làm sao. Và có một cái điều mà rất là nhiều người không để ý, đó là khi mà các bác mua con xe nát đến khi các bác chán, các bác không thích nó nữa, các bác bán đi, các bác rất là khó bán, các bác rất là khó bán và bán không ai muốn mua cả. Không ai muốn mua, và khi mua thì người ta ép giá kinh khủng luôn. Như vậy mình lỗ thiệt hại rất nhiều, cho nên em bảo là chẳng cái dại nào giống cái dại nào mà đi mua con xe nát về chạy cả. Nhiều bác cứ ham mua con xe Matiz 35 triệu hoặc con Lanốt 35 triệu. Em xin thưa là những cái bác nào mà mua con xe đó thì các bác đã nghĩ là kinh tế của mình rất là còn nghèo. Đấy, mua con xe vậy thôi, nhưng mà nó có như xe máy đâu các bác. Sửa xe nó tốn tiền lắm. Đến lúc mà sửa mua 35 triệu, khéo sửa mất 35 triệu với chạy lao hồn, mà cuối cùng là thân vỏ nó kém rồi, chạy nó không ra làm sao cả. Đấy thì em cũng chia sẻ thực tế đến tất cả các bác là đừng hám của rẻ. Và đây các bác thấy là con xe Spark của em chạy vẫn khá là ngọt. Em đóng số 4, số 5, 8, 9 chục rào ào và nó ăn ít xăng lắm. Em đã từng chơi một đời Spark rồi. Con xe đó em hám của rẻ, mua của thợ. Thực tế là em sửa mất 15 triệu, đi nó không làm sao mà thân vỏ nó kém này. Con xe này thân vỏ còn ngon các bác nhé. Đóng ầm ầm chở 2 chở 3 mà đóng 8 9 chục đường phẳng ngon ơ.
lái nó tự tin lắm và cảm giác nó đầm xe hơn, nó không kiểu bồng bềnh như cái con xe nát nó đi qua chỗ sóc nó đúng là như chuồng gà đó. Thì em cũng là người dùng thực tế, em chia sẻ đến tất cả các bác để các bác có ý định mua một con xe nó ít tiền thôi, nhưng mà các bác phải cân nhắc lên mua cái con xe nào nó còn ổn định. Không biết thì bảo người ta có kinh nghiệm người ta đi xem cho, chứ đừng có thấy rẻ rẻ là đập tiền vào mua là ô tô không như xe máy đâu các bác ạ. Thực tế là đừng có mua con xe nào nát quá. Đây, con xe này em thì chăm nước mát đầy đủ các kiểu rồi, thì em các bác nhìn thấy là chạy nó êm rít, chạy sướng lắm, không phải gì phải lăn tăn đó. Thì em cũng chẳng phải buôn bán gì, cũng chẳng phải gì cả, thì có gì em chia sẻ tất cả các bác từ thời em chơi xe máy bây giờ tiền cũng chẳng có đấy. Thấy cái ô tô nó bây giờ nó rẻ thì mình mua, mình che mưa che nắng thôi, phục vụ thỉnh thoảng mưa nắng mưa rét thì mình đi cảm giác nó sướng. Đi xe máy dù có xe ngon lắm thì đến lúc mà mưa rét thì các bác vẫn cảm thấy nó buốt hết tay và nó rất là khổ. Cho nên là đôi khi là mình ít tiền nhưng mà mình cũng cứ mua ô tô đi là am hiểu một chút thì các bác sẽ chọn được con xe ngon. Còn nếu như các bác không am hiểu thì đúng là mua con xe rẻ tiền thêm mệt vào người, rất tốn tiền. Khi các bác đang đi xe máy mà đi ô tô mà nó hỏng thì em xin thưa các bác là rất là mệt mỏi và tiền nó cứ đội nón ra đi thôi, mất khớ khớ tiền ấy. 8, 9, 10 triệu, mười mấy triệu là sửa xe hơi vất vả. Và em xin thưa các bác là cái đồ nó không đắt lắm đâu, nhưng mà khi ra gara la gala thì người ta thật sự là một người ta chém gấp ba. Em sửa rất là nhiều rồi các bác ạ, sửa nhiều lắm rồi. Con xe kia là đôi khi em chia sẻ kinh nghiệm đến tất cả các bác là em chia sẻ thật đó, nhưng không phải em nói phét các bác đâu, có cái gì em chia sẻ thật. Em thì không phải là dân buôn bán nên không nói phét làm gì, phét thì nó khoác lác thì nó không hay đấy. Thì có gì em chia sẻ về cách chăm xe hoặc là như thế nào đó, em am hiểu. Xe máy thì em quá lành rồi, còn ô tô thì cũng tương đối rồi, bây giờ chơi mấy đời xe là cũng thấy ok rồi. Đó, con xe này em mua mấy chục thôi, nhưng mà của người đang đi họ thực tế thì nó vẫn có lỗi, cái lỗi nước mát mà vừa rồi em đã chấn chỉnh lại rồi. Nó ông đấy ông đổ nước lọc đi bây giờ bỏ ra vàng khe, thật sự rất là nguy hiểm. Em lúc đầu cũng tin tưởng ông ấy, bảo là ông hay chạy thì ông ấy chăm xe, cuối cùng không phải. Tất nhiên là em đi mấy tháng nó không sao cả, sửa mất đúng 600k 600.000 các bác nhé, nhưng mà thực tế thì vẫn phải chấn chỉnh lại nó, nào là dầu rồi nước mát rồi lọc gió bui di lọc dầu các kiểu, các bác phải chăm. Khi nó ổn định rồi thì các bác có thể đi xa được thoải mái. Còn các bác mới mua con xe mà có đi xe những con xe cỏ như thế này, các bác chơi phát đóng lên Hà Nội khéo em xin thưa các bác nằm đường luôn, chắc chắn luôn. Tại vì con xe nó không chưa được ổn định thì các bác không nên đi xa, các bác phải chăm được nó ổn định thì các bác đi xa. Đó thì cũng là đôi lời em chia sẻ đến tất cả các bác. Bây giờ em thấy là con xe rất là ổn định rồi, khá là yên tâm và em thấy rất là vui với một cái con xe nó cũng không đắt tiền, nó rất là rẻ. Và bây giờ nó với có giá rẻ vậy, trước kia thì cũng không mua nổi đâu, mấy chục triệu không mua nổi được con xe này. Thì bây giờ nó rẻ thì người nghèo cũng có thể đi ô tô, có quan trọng là các bác có tìm hiểu được không. Những cái con xe này thì đi đường phẳng vẫn cứ là ngon, và có nhiều bác đã hỏi là có đi được vào trong Nam không. Em xin thưa các bác là nếu như các bác có am hiểu một chút, xe nó ổn định thì chạy ok các bác nhé. Các bác cứ chạy tầm 150-200 cây cho ngồi nghỉ ngơi 30 phút một tiếng, hoặc là ngủ giấc rồi lại chạy tiếp, đến định kỳ thay dầu thì thay luôn dọc đường được. Cũng không đến mức phải thay luôn dọc đường, chạy 3.500-5.000 với phải thay dầu mà. Đó thì video clip này em xin chia sẻ những cái gì mà thực tế con xe nó mấy chục triệu nhưng mà vẫn khá ổn định. Em xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.
và đón xem những video clip của em để biết được về dòng xe cỏ Chevrolet Spark các bác nhé. Xin chào các bác.